Ok, dạ rồi dạ rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái phần uh, kế tiếp ha hôm nay chúng ta sẽ đọc sách cái phần kế tiếp rất tuyệt vời ok cho hội hôm nay có anh chị là thành viên mới không ạ anh chị nào mới đến không được bạn bè giới thiệu rồi tôi nói nó giới thiệu quá trời nên tôi, tôi mới chịu vô đây tôi, tôi mới chịu thức dậy sớm mới chịu có mặt ở đây nè là do một cái người bạn nào đó uh, réo riết hoài tôi thấy nó réo hoài nên tôi vô tôi coi thử đâu rồi có không có không ok dạ yeah. rồi ok nếu mà có thì em theo xin giới thiệu về bản thân của mình một chút xíu ha thì uh, theo cũng đã từng là một cái người rất là bình thường các anh chị uh, không có được những cái thành công trong cuộc sống không có sức khỏe không có tài chính không có mối quan hệ không có tình yêu thương luôn không có tình yêu thương luôn và không có tình yêu thương là không có hạnh phúc luôn á chung là cái gì cũng hạnh phúc suốt ngày là không có hạnh phúc gì cả anh em làm theo đã uh, uh, kiến tạo cho mình một cái cơ thể rất là không có đẹp thì sau khi mà học tập và rèn luyện trong môi trường lạc bộ cũng gần 3 năm nay ha, thì cũng đã trở thành một doanh nhân chạm hái vàng, trở thành một cái người nhà lãnh đạo kiệt xuất và mình đã đạt được tất cả những cái mục tiêu mà mình đã đề ra. Và năm nay theo đã vừa tròn 30 tuổi thì theo đã được sở hữu được cái chiếc xe mà mình mong ước, cái ngôi nhà mà mình mong ước, phụng dưỡng được cha mẹ của mình và có được cái body mà mình muốn có. Thì các anh chị và gần gần như là những cái mục tiêu theo đề ra ở cái tuổi 25 thì em theo nó đạt được hết rồi và em theo cũng đã có một cuộc sống tự do tài chính đi du lịch vòng quanh thế giới và em có được cái doanh nghiệp tự động hóa tạo ra thu nhập thụ động không giới hạn cho mình và Việc vì của em theo là chỉ cần tiếp tục nuôi dưỡng cái doanh nghiệp của mình và tiếp tục làm ra tiền rồi tích góp tài sản và hiện tại thì em theo cũng đã có gây dựng cho mình được năm cái nguồn thu nhập thụ động rồi bây giờ em theo là tiếp tục Uh, xây dựng cho mình nhiều cái nguồn thu nhập thụ động nữa để mà để mà cuộc sống của mình càng ngày càng tự do hơn, mình mình đi chơi nhiều hơn. <laughs> Đúng không ạ? Mình có giá trị nhiều hơn. Nói chung là mình sẽ gây dựng nhiều cái nguồn thu nhập thụ động cho mình nữa cái gì ha. Đấy từ cái lúc mà 25 tuổi lại em thì không có cái nguồn thu nhập nào hết. Để cho đến khi từ cái ngoài cái thu nhập mà mình đi làm mình đi làm cho người ta lương 3 triệu, 5 triệu một tháng thì từ đó cho đến khi mà vào học tập và rèn luyện thì theo đã tạo ra cho mình cũng 4 đến 5 nguồn thu nhập thụ động mà các anh chị. Và sắp sắp tới thì mình sẽ tiếp tục mình gia tăng cái nguồn thu nhập của mình nhiều hơn và theo cũng đã uh, giúp được cho cha mẹ mình có những nụ cười trên môi. <cười> cha mẹ của em theo là rất là không có không có hạnh phúc các anh chị. Và từ khi mình hạnh phúc, mình sống mình thành công, mình khỏe mạnh ha mình hạnh phúc ha mình xinh đẹp ha thì cha mẹ của mình tự nhiên hạnh phúc hẳn ha các anh chị đó đây là cái bộ ảnh mới nhất của em theo ờ, các anh chị có thể xem qua nhé có hào hứng không của các anh chị có hào hứng không um, yeah Và hôm trước em có nói với các anh chị rằng là em có tổ chức một cái tiệc sinh nhật đúng không ạ? Và tới 70 anh chị đến cái tiệc sinh nhật và nhận cái món xe, cái món quà xe quê thì đúng không ạ? Thì em cảm thấy rằng là sợ các anh chị dành thời gian đến rồi không được không có được không có được không có được giá trị nhiều cho các anh chị đó. Nhưng mà các anh chị biết không ạ? một cái điều tuyệt vời đó chính là em thấy là anh chị nào mà dành thời gian đến cái buổi tiệc nhận xe của em theo dự cái tiệc sinh nhật của em theo đều đắt giá đắt giá làm sao anh chị biết không trời ơi tao nói về nhìn lại hình quá trời đẹp luôn anh chị nào mà hả chụp được cái chiếc xe đó lên tao nó đăng lên mạng là tao nhìn nó đẹp trời ơi chỗ nào có chiếc xe tự nhiên cái người đẹp liền đây là em cảm thấy rằng là em rất là tự hào <laughs> em cảm thấy là anh chị nào mà đi cái buổi tiệc của em là em thấy xứng đáng bỏ thời gian đúng không bỏ công sức à, 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 đi máy bay từ bắc vào nam từ trung vào nam để giữ cái tỷ đó của em thì em thấy xứng đáng có xứng đáng không à, ừ. mấy anh chị đôi đang học riêng hay đằng kia rồi không có comment này được nhưng mà em cảm thấy là quá là xứng đáng đấy à, và em cảm thấy uh, ok như vậy là tuyệt vời rồi các anh chị đến cái buổi tiệc của mình như thế là lại công lại sức rồi à, cái đó là cái điều em lo lắng rồi là sợ là các anh chị đi đó, anh chị bỏ thời gian nó không bỏ công sức đi như vậy thì phải nhận lại cái gì đó đúng không nè và em cảm thấy là mỗi anh chị mà đưa cái tấm hình nó về là nó lại tiền <laughs> lại công ha các anh chị ở vậy nó quá đẹp mà. nó đẹp quá mà đây em nói anh chị vui lắm cái hôm đó là em theo chưa có tới cái tiệc nhậm sang của em theo ha em theo từ từ em theo tới để cho cái bên media đó nó chụp hình cho anh chị chứ còn em mà tới là nó sẽ người ta sẽ bu em và người ta sẽ chụp hình em thôi thì cái thì người ta chỉ chụp hình cho cái người nào trả tiền cho họ thôi đây là em không có tới sớm em à, để một tiếng đồng hồ cho các anh chị để các anh chị à, khi mà không có em á, thì người ta sẽ chụp hình cho các anh chị thế là em từ từ em tới xong rồi quá trời anh em chụp hình quá chờ anh em đăng lên facebook ta nói em ngồi ở nhà mà em lướt em thấy toàn là chiếc xe của mình trời chiếc xe của mình trong khi mình chưa có tấm hình nào hết mà anh em là coi như là hình ảnh là coi như là ngập tràn rồi <laughs> nhưng mà không sao ok Miễn các anh chị thấy vui là được. Ok không ạ? Vui không? Vui lắm. Em thấy giờ vẫn còn lưu liếng. Rồi ok bây giờ mình gác qua cái vui đó đi ha. Bây giờ mình đi qua cái phần là giờ. Đọc sách nè. Hôm trước là em đã đi qua cái tư duy triệu phú số 2 rồi ha. Thì em nói các anh chị rằng là cái tư duy trị phú số 2 này rất là quan trọng thấy thì nó bình thường vậy á nhưng mà thực sự rất là quan trọng cái tư duy chịu phú số 1 là các anh chị đã tốt nghiệp chưa các anh chị đã vũ trụ đã gửi tới những cái bài học cái bài tập để cho các anh chị uh, bài tập để cho các anh chị rèn luyện cái việc rằng là, là sống chịu trách nhiệm chưa có chưa hôm qua nay là có chưa hôm qua nay là bắt đầu là chứng tỏ cho vũ trụ thấy anh chị là người chịu trách nhiệm chưa có chưa có chưa có chưa các anh chị ơi có chưa có không có anh chị nào ở đây mình 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 uh, bị không mình bị vũ trụ gửi bài tập tới không gửi bài tập tới và bắt mình phải sống chịu trách nhiệm không ví dụ như là hai vợ chồng hiểu lầm nhau nè cái các anh chị bắt đầu đổ lỗi cho ông chồng không không đổ lỗi chịu trách nhiệm thì coi như là anh chị đã chứng tỏ được gì hiểu không nè đó ví dụ như rằng là mình để cái ly nó sơ hở đó, cái tự nhiên có cái người họ đi ngang qua quẹt cái ly đó cái bé chọn xong cái anh chị đổ lỗi cho người ta không? Không có đổ lỗi, chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm. cái vấn đề đó là là gì ạ? là mình mình phải thay đổi và không có được trách bản thân anh chị đó mà không, không đổ lỗi cho em hỏi cái chị là nguyên cái ngày hôm qua có anh chị nào ở đây mình than phiền không ạ? À? Mình ngưng ngưng than phiền rồi nè, nguyên cái ngày hôm qua là anh chị đã ngưng than phiền được từ sáng tới tối nè, có mà Hay là vẫn còn? vẫn còn ạ à, hay là vẫn còn dấu hiệu ạ, à, vẫn còn một hai thứ ạ. À. Còn thì không sao cả, từ từ mình giảm dần được không? Ví dụ như bình thường á một ngày á, là mình than vãn 10 cử. Thì bây giờ mình giảm xuống còn 8 cử, rồi hôm sau mình giảm xuống còn 7 cử rồi mình giảm xuống còn 6 cử, rồi mình giảm dần giảm dần. Hôm qua còn hai lần nữa thấy chưa? Không sao, kệ, giảm xuống là được. À, anh chị nào đã thấy mình cái cái sự than vãn đổ lỗi của mình nó giảm rồi ạ. À? Có giảm là có tốt được không nè rồi khen bản thân của mình đi khen bản thân của mình đi bản thân của mình quá giỏi được không rồi hôm nay các anh chị sẽ tiếp tục theo dõi bản thân của mình tiếp tục điều tra phân tích phán xét bản thân của mình xem thử là cái khả năng chịu trách nhiệm của mình nó được bao nhiêu phần trăm cái khả năng là không than vãn không đổ lỗi không oán trách của mình nó được bao nhiêu phần trăm rồi nó giảm xuống được bao nhiêu rồi rồi xem thử cái cảm xúc vui vẻ yêu đời hạnh phúc của mình á nó chiếm lĩnh bao nhiêu thời gian trong một ngày ok không ạ à? nó coi thử coi thử cái cảm xúc mà vui vẻ hưng phấn yêu đời của mình đó nó chiếm lĩnh bao nhiêu thời gian trong một ngày của mình được không nè ok không ạ à? ví dụ như là một tiếng rất là vui nhưng mà ba tiếng buồn là coi như xong một tiếng hạnh phúc hai tiếng bực bội là coi như là là que rồi đó là que rồi, que rồi. Đây là que rồi thì mình xem thử xem thử nha rồi cái đó cái đó là tùy thuộc vào cái việc mà anh chị tự điều tra bản thân của mình tự tự xem xét nha tự kiểm tra bản thân được không cái này em không có giúp được em không thể nào mà mà xuất hiện trong nhà của các anh chị rồi ngồi tôi tôi canh tôi canh được tôi không có ngồi đó tôi rảnh tôi canh được em phải canh bản thân của em nữa ví dụ như nhiều khi em có dấu hiệu gì là em phải canh bản thân của em để em chỉnh trưởng nhóm các anh chị cũng không giúp các anh chị chỗ này được các anh chị phải tự làm được không bao nhiêu số anh chị rõ rồi? rõ vấn đề tự à? tư duy chị phú số 1 ok nhé, không có ai giúp các anh chị được nha cái này phải tự nha tự làm nha ừ còn không thì bỏ tiền tỷ ra đây thuê em về nhà em canh giùm cho em ngồi ở nhà các anh chị em canh giùm cho nhưng mà tiền hơi nhiều cho tôi mới đi chứ nuôi tôi ăn ở nữa nuôi tôi là sáng cho tôi ăn dinh dưỡng đầy đủ ừ, rồi cho tôi ăn bữa ăn sáng này nọ xong rồi trưa tôi, 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 tôi ăn đầy đủ xong rồi dinh dưỡng đầy đủ rồi chiều rồi lo tôi hết đi rồi tôi về tôi ở cho rồi tôi làm việc rồi tôi ngồi tôi canh giùm cho Ví dụ như thấy buồn á vui lên nha, đó. ví dụ như thấy quạo á không có quạo phải vui vẻ hạnh phúc. Rồi tôi thấy rằng là lo đi chơi đi, tập trung vô phát triển bản thân. Rồi tôi thấy rằng là đi làm những cái chuyện vô bổ để tập làm marketing đi bán hàng đi. Thấy cái anh chị nào ở gần em là anh chị ngon lành lắm. Không có lười được. Ok không ạ? Thì mướn đi, mướn về đi, mướn về nhà đi. Sắm cho cái 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 nhà cho nó sang xịn đi xong rồi mướn em vô. Xong rồi em ngồi em canh giùm cho. Hơi đùa thôi hai các anh chị nha mình phải tự tự lo cho mình nhé được không nè tự kiểm tra bản thân được không rồi hãy nói à, tôi là một bậc thầy quan sát bản thân tôi là bậc thầy quan sát bản thân và tôi là bậc thầy điều chỉnh bản thân của mình có nghĩa là mình thấy cái thân của mình mà nó lúa mà cái gì không hay là mình điều chỉnh liền bậc thầy luôn xuất sắc luôn điêu luyện luôn ok mà anh chị chỉ cần điêu luyện cho cái việc này thôi bạn sinh ra không cần phải hoàn hảo để trở nên thành công và giàu có, chỉ cần bạn giỏi trong cái việc điều chỉnh bản thân, ok không ạ? À? Không cần phải giỏi sẵn, không cần phải hoàn hảo, không cần phải xuất sắc, chỉ cần giỏi trong cái việc là gì? Điều chỉnh bản thân là ok được không? Được không? Rồi bây giờ mình sẽ qua cái tư duy triệu phú số 2 nè. Cái tư duy triệu phú số 2 rất là quan trọng. Cái lý do hàng đầu khiến cho các chị không có nhiều tiền không có tự do tài chính là bởi vì cái lý do số 2 câu số 2 ha cái tư duy chỉ phú số 2 đó chính là những người thành công họ tham gia cuộc chơi tiền bạc để giành chiến thắng còn những người chưa thành công họ tham gia cuộc chơi tiền bạc để không bị thua không bị thua ok không ạ rồi em sẽ phân tích cái câu này cho các anh chị tại sao nói tham gia cuộc chơi tiền bạc ok cái cuộc chơi tiền bạc nó là như thế nào bao nhiêu anh chị ở đây mình đang tự đi làm kiếm tiền đâu ạ Em không cần biết các anh chị đang làm cái nghề gì Miễn là các anh chị đang đi làm kiếm tiền Có mà Bao nhiêu anh chị ở đây Mình đang ở nhà ăn bám Nói cái chuyện ăn bám hơi kỳ quá Mình đang ở nhà mình ăn ké Chồng của mình Hoặc là vợ của mình Hoặc là cha mẹ của mình đâu ạ Ăn ké ăn ké Có nghĩa là tiêu tiền ké cái 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 cha mẹ, tức là cha mẹ là là làm ra tiền rồi mình không có làm gì hết Mình ở nhà mình nuôi con rồi mình ở nhà mình nuôi con, rồi ở nhà mình dọn nhà, dọn cửa vậy đó. Cái xong mình ké tới giờ ăn cho mình ké vô miếng. Cái tư tới tháng cho mình xin tiền, mình cho cho tiền mình 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 đi mình đi, mình đi mua đồ, mua quần mua áo đó, đó là ké đó, sống ké đó. Có không ạ? À? Có ai đang ké người khác không? Cái không ké chồng, cái vợ rồi đó rồi ké cha, ké mẹ rồi đó. Có không ạ? À? thì cái nhóm đó gọi là cái nhóm không tham gia cuộc chơi tiền bạc ok không cái nhóm mà đang xài tiền ké của người khác á là, là cái nhóm không tham gia cuộc chơi tiền bạc được không không tham gia cái trò chơi tiền bạc được chưa các anh chị ơi rồi cái nhóm mà đang đi làm các anh chị đi làm cái gì em không biết các anh chị miễn là các anh chị dùng công sức dùng thời gian dùng trí tuệ của các anh chị để các anh chị đang đi làm kiếm tiền tự lo cho bản thân rồi cái nhóm này là cái nhóm anh chị đang tham gia cuộc chơi kiếm tiền, đã chưa? chị hiểu hai cái cái trò cái việc đi kiếm tiền nó là một cái trò chơi vậy thì ai là cái người làm ra nhiều tiền nhất, ai là cái người tạo ra được cái cuộc sống tự do tài chính có nghĩa là gì ạ? gây dựng cho mình nhiều cái nguồn thu nhập thụ động, gây dựng cho mình nhiều cái nguồn thu nhập thụ động nhất thì người đó là sao ạ? có cuộc sống tự do tài chính cái người nào mà gây ra cho mình nhiều cái nguồn thu nhập thụ động nhiều tài sản tạo ra thu nhập thụ động nhiều cái gì ạ nhiều dòng tiền tự đổ về trong cái túi của họ họ gây dựng đây gì đó thì cái người đó là gì ạ tham gia cuộc chơi tiền bạc thắng rồi đó là họ đã chiến thắng trong cái trò chơi tiền bạc ok không có nghĩa là bất kỳ anh chị nào ở đây mà anh chị gây dựng ra cho mình nhiều cái nguồn thu nhập thụ động trong một năm hai năm mười năm gì không biết Miễn là các anh chị có gây dựng ra cho mình cái nguồn thu nhập thụ động tự chảy về túi các anh chị. Có nghĩa là các anh chị đã chiến thắng trong trò chơi tiền bạc. Các anh chị đã nằm trong cái nhóm những người chiến thắng rồi. Còn anh chị nào ở đây mà mình vẫn còn đang vật vả, vất vả, vá vả va ra. lao động vất vả, mình đang vật vả, mình đang quằn quại, mình đang quằn quại trong cái việc mà tạo ra tiền, không có tiền, rồi lại thiếu tiền. Rồi lại là chặt vặt với tiền đó 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 rồi kiếm tiền khó khăn rồi lao động vất vả nói chung là nói chung là áp lực chết rồi đó thì các anh chị đang bị uh, thua rồi anh chị đang thất uh, bại rồi anh chị đang bại rồi anh chị đang chưa có chiến thắng anh chị hiểu vấn đề không ạ à? anh chị vẫn còn đang mò đường rõ không rõ không nghe nghe rõ không anh chị có đang nghe em nói không ờ à, là vấn đề cái gì vẫn đang mò đường anh chị hiểu vấn đề chưa đang mò đường có nghĩa là anh chị cũng tham gia cuộc chơi kiếm tiền nhưng mà mình đang mò đường Mình đang bị uh, đi lạc lối Mình đang không tìm được cái lối ra Anh chị đã chơi game chưa Anh chị đã thần th chơi một cái trò Một cái game gì đó cái game thủ nào đó không ạ Và mình không tìm ra được cái lối ra Mình quằn quại hoài, hoài không có ra được Sao mà thấy con nhỏ kia nó chơi giỏi vậy Mà mình không chơi được Đấy là anh chị đang bị quằn quại Anh chị đang không tìm được cái lối ra Thì các anh chị đang thuộc cái nhóm là gì? Nhóm những người cũng tham gia cuộc chơi Nhưng mà sao vậy? Không bị thua Các anh chị giờ chỉ kiếm tiền đủ sống thôi được mà kiếm tiền đủ sống Anh chị chưa phải là cái người tham gia cuộc chơi tiền bạc giành chiến thắng Anh chị không có chơi cuộc chơi tiền bạc giành chiến thắng Anh chị rõ Bây giờ bao nhiêu số anh chị đã rõ giữa giữa cái nhóm người chưa Vậy thì bất kỳ anh chị nào đang đi làm kiếm tiền Thì có nghĩa là anh chị đang tham gia cuộc chơi kiếm tiền Còn nếu như chúng ta đang chăm sóc sức khỏe Thì anh chị đang tham gia cuộc chơi gì Ví dụ nè Thí dụ như chúng ta đang chăm sóc sức khỏe chủ động anh chị ăn uống đầy đủ giờ dưỡng chất này kia rồi anh chị tập thể dục thể thao thì anh chị đang làm cái việc đó là anh chị đang tham gia cuộc chơi gì đang tham gia cuộc chơi gì nó nghe coi cuộc chơi gì trả lời ghê thiệt chứ trả lời cái gì đúng rồi đó là cuộc chơi gì đang tham gia cuộc chơi ờ cuộc chơi làm chủ sức khỏe hãy hiểu vấn đề không rồi nó túm vậy thì anh chị hiểu cái gọi là cái cuộc chơi này chưa và trong cái cuộc đời của anh chị đó sẽ có ba cái cuộc chơi mà mình cần phải chơi cho lẹ, mình cần phải giành chiến thắng. Đó chính là dạ, cuộc chơi về sức khỏe, cuộc chơi về tài chính và cuộc chơi về mối quan hệ. Mối quan hệ hay là là hạnh phúc á. Các anh chị phải chiến thắng ba cái trò chơi này thì cuộc đời của các anh chị nó mới gần như được. gần như là tuyệt đối. Cuộc sống của các anh chị nó mới thật sự là nó mới phi thường được. Mà, và bây giờ hôm nay thì chúng ta chỉ nói về cuộc chơi tài chính thôi được không? Còn chuột chơi về sức khỏe hay mối quan hệ đó mình hẹn một ngày khác được không nè. Thì hiện tại bây giờ em hỏi các chị hiện tại em theo đang có một cái body uh, vạn người mê. Vòng 1, vòng 2, vòng 3 đi chuẩn chỉnh. Rồi em theo có một cái uh, sức khỏe, thể lực tốt, làm việc từ sáng sớm cho đến đêm khuya. Uh, rất tỉnh táo, rất là tràn đầy năng lượng. Và em có một cái thể lực vô cùng tuyệt vời, có thể chạy bộ đến tennis. Tuyệt vời luôn. Thì, thì em hỏi các anh chị rằng là em đang chiến thắng về trò chơi sức khỏe chưa? Đấy. và hiện tại em theo đang tạo ra cho mình 4 đến năm nguồn thu nhập thụ động rồi và em có được cái dòng thu nhập trên chín con số 10 con số và mình có thể liên tục tạo ra dòng tiền mỗi tháng dòng tiền mỗi tháng thế thì em đã làm chủ được cái cái cuộc chơi về tài chính chưa em đã chiến thắng trò chơi về tài chính chưa và hiện tại anh chị thấy em có hạnh phúc không em hòa hợp tất cả những mối quan hệ về cả cha mẹ của mình mình hạnh phúc cha mẹ mình cũng hạnh phúc không có một cái bất kỳ cuộc cãi vã nào cửa và em theo cũng vậy, hòa hợp được tất cả những anh chị trong đội nhóm trong công việc kinh doanh trong đối tác làm ăn trong những cái mối quan hệ xã hội ví dụ như mình với cộng đồng mạng hoặc là em theo với tất cả các anh chị hoặc là em với gia đình tất cả những mối quan hệ đều hòa hợp đều tuyệt vời thì hỏi các anh chị em đã thiến, chiến thắng trong trò chơi xây dựng mối quan hệ trước nha ok nha vậy thì uh, xứng đáng ngồi đây để chia sẻ cho các anh chị không ok 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 đấy thì việc của các anh chị làm sao mà anh chị thắng được ba trò chơi đó là anh chị ok hả à? Được không nè? Rồi, thì ba cái trò chơi này á, trong cái nhóm rèn luyện 60 ngày làm chủ cuộc đời sẽ cũng sẽ có chia sẻ cho các anh chị cái bộ công thức. như thì bao nhiêu số anh chị đây mình muốn sao chép cái bộ công thức đó quên mà Sao chép cái bộ công thức đó của câu lạc bộ à? Và em chỉ cho anh chị nè, trong môi trường của lạc bộ có sẵn bộ ba cái công thức giúp cho các anh chị thành công, chiến thắng trong trò chơi tiền bạc, chiến thắng trong trò chơi tài chính, chiến thắng trong trò chơi à? làm chủ đồng tiền, làm chủ sức khỏe và làm chủ các cái mối quan hệ. Việc của các anh chị á, là anh chị làm sao mà các anh chị phải chôn chỉ được cái nhóm rèn luyện đó. Lấy được, lấy cho bằng được. Sau đó các anh chị hãy sao chép tất cả những cái bộ công thức thành công đấy. Và đem về nhà ứng dụng. Đem về xài đi các anh chị ha. Đem về xài đi. Để các anh chị tham gia cuộc chơi giành chiến thắng. Mình học theo người thành công á. Thì anh chị thành công luôn. Còn anh chị mà tự mò đường á Là anh chị mò thêm 10 năm nữa Hiểu không Quằn quại hoài hoàng không ra được Và em chỉ hơn các anh chị á Là em không ngoan hơn anh chị một xíu thôi Chính là em chịu lần theo dấu vết người thành công Chịu lần theo dấu vết người thành công Anh chị cứ thấy cái người thành công nào Anh chị cứ đớp theo họ đi Cứ sao chép công thức của họ đi Mò chứ cho nó mệt mỏi các anh chị mò không có ra đâu, mà các anh chị ha. Anh chị có thần thông uh, biến hóa gì á, thì anh chị mò nó cũng sẽ lâu hơn cái người mà họ có sẵn cái công thức thành công họ làm thôi. Mà các anh chị nha, cái này làm thêm rất là may mắn. Chính là khi mà gặp môi trường của câu lạc bộ á, thì em nhìn thấy ai ở trong môi trường cũng khỏe mạnh. Em không có nghi ngờ gì hết, tại vì cái công thức của họ nó đúng thì họ cũng khỏe các anh chị. Em không biết họ đang ăn cái gì, nhưng mà bây giờ họ nói ăn khỏe đó nó đang có sức khỏe mọi người nó làm việc từ sáng sớm đến đêm khuya là em nói là em không địch lại cái đó rồi là em biết rằng là em không cần biết họ ăn cái gì mà em biết chắc là cái thứ họ ăn đó là cái thứ nó là cái thứ tốt nhất rồi đấy cái thứ giúp cho họ khỏe mạnh đó. nên em cũng chả cần phải điều tra ăn cái gì miễn sao bây giờ em lấy được cái công thức của họ thôi cái thứ hai đó là gì ạ à? em không biết họ có cái lối tư duy của họ đúng hay sai mà hiện tại họ đang rất là hạnh phúc hiện tại họ đang rất là vui vẻ họ đang rất là thịnh vượng thì sao ạ à? thì cái tư duy của họ là nó đúng rồi em không biết mình không cần biết là bây giờ quá khứ họ họ, họ có cái suy nghĩ gì trong đầu họ có cái công thức gì mình không cần biết cái công thức họ như thế nào nhưng mà cái công thức đó nó đã giúp cho họ có được cái sự thành công như thế thì mình cần phải suy nghĩ gì nữa các anh chị anh chị công nhận không mình đâu có đủ chuyên gia mình đâu có đủ kiến thức mình đâu có đủ gọi là kiến thức chuyên gia chuyên ngành để mà phán xét và đánh giá Tại vì mình còn không lo được cho mình nữa Tiền bạc mình cũng không có Sức khỏe mình không có, môn hệ mình cũng không có Thì mình gặp một cái người như thế Thì mình phải bái sư chứ Mình phải tầng sư học đạo thì chứ Bây giờ họ có trẻ hơn mình, họ có nhỏ hơn mình Hay là họ có như thế nào Không biết, nhưng mà vấn đề là họ đang thành công hơn mình Thì họ đang biết cái thứ mà mình không biết Các anh chị ha Họ đang biết cái thứ mà mình không biết Vì vậy nên là cái việc của các anh chị á, Là gì ạ? À? Chỉ cần mình sao chép được cái công thức của họ thôi và mình làm theo thôi còn bản thân của em thì không có phải là đi soi mối hay đi xem xét tại vì sao ạ nếu mà cái công thức của họ mà nó sai á thì cuộc sống của họ nó không thể được như thế còn cái công sức của họ cuộc sống của họ nó đã thành công khỏe mạnh hạnh phúc như thế có nghĩa là cái công thức của họ nó đúng mình cần phải lấy công thức đó giống như là các anh chị ăn một cái món ăn mà anh chị thấy nó ngon quá đúng không anh chị thấy nó ngon quá thì các anh chị sẽ hỏi gì vậy? ê ê ê cái công thức mà mày nấu cái này là sao vậy mày nấu cái công thức cái, cái công thức mà mày nấu cái món này sao mà nó ngon vậy mày chỉ tao đi tao về tao nấu đúng không vậy thì bây giờ các anh chị thấy một cái người thành công họ đã xây dựng cuộc đời của họ kiểu gì mà bây giờ họ rất là dư giả họ rất là khỏe mạnh họ rất là hạnh phúc họ tự do tài chính thì bây giờ anh chị hỏi cái công thức đi Chỉ sợ là sợ họ không chỉ thôi Còn cái người nào họ sẵn sàng chỉ Thì tại sao anh chị không hỏi Tại sao anh chị không chịu sao chép Đúng không nè Có cái con người họ không chỉ luôn Nhưng mà trong môi trường câu lạc bộ là có chia sẻ cho các anh chị Họ chia sẻ hết cho các anh chị Trong cái nhóm rèn luyện 60 ngày Trong cái nhóm rèn luyện danh nhân chậm thái về Họ rèn cho các anh chị trở thành danh nhân luôn đó biết kinh doanh luôn á tạo ra dòng tiền luôn á tự do tài chính luôn tạo ra thu nhập những nguồn thu nhập thụ động cho các anh chị luôn á mà các anh chị có hỏi chưa có lâm le rồi chưa có thèm hỏi chưa có gì anh chị không thèm hỏi luôn ghê hỏi đi trời ơi tôi hỏi chưa bây giờ hỏi này hỏi chưa nè phải đi hỏi chứ mình lâm le rồi vô đâu ạ cái cơ hội mà để anh chị hợp tác với một người thành công á khi mà anh chị được hợp tác với người thành công á, là anh chị cái con đường thành công cái gì rất dễ dàng, mình chỉ sợ họ không cho mình hợp tác thôi, à và để hợp tác với người thành công đó, nó dễ lắm các anh chị, là các anh chị phải có tư duy và thói quen phẩm chất như những người thành công, anh chị hình như đúng không? ví dụ như đơn giản thôi, ngày hôm qua em chia sẻ cho anh chị tư duy triệu phú số 1 có nghĩa là các nhà triệu phú họ có một cái tư duy là luôn chịu trách nhiệm cho cuộc đời không than vãn không đổ lỗi không bóng trách thì bây giờ trước mặt họ đó các anh chị chỉ cần luyện cho mình có thói quen sống chịu trách nhiệm thôi và khi mà các anh chị gặp cái người thành công á anh chị hợp tác với họ rất dễ họ không có quan trọng cái số tiền anh chị đang bao nhiêu họ không có quan trọng cái những cái năng lực của các anh chị như thế nào nhưng mà trước tiên cái phẩm chất cái thói quen của anh chị là họ quan trọng trước cái tư duy cái lối tư duy cái lối suy nghĩ các anh chị họ sẽ quan trọng trước và các anh chị chỉ cần thể hiện bản thân của mình là tôi có cái tinh thần chịu trách nhiệm như thế tôi có những cái lối tư duy như thế tôi giống bạn tôi gì à, nhắm tới một cuộc sống tự do tài chính tôi có chí cầu tiến tôi có chí hướng lên là họ sẽ chịu hợp tác với các anh chị họ sẽ rất thích hợp tác với các anh chị và khi các anh chị có cơ hội được hợp tác với người thành công thì sao ạ Kiểu gì mà không thành công anh chị rõ vấn đề không ạ nhưng mà bây giờ nè Để mà họ chịu hợp tác với các anh chị á Thì các anh chị biết rằng là Những người thành công họ luôn có tư duy triệu phú Họ luôn có tư duy của một nhà triệu phú Thì em chỉ cho các anh chị luôn Là các anh chị Đọc sách nè Anh chị rèn luyện với em nè em, em hướng dẫn cho anh chị nè Bây giờ trong người anh chị không có không có nhiều tiền Anh chị không có nhiều tài năng Nhưng trước tiên là anh chị phải có thói quen Phẩm chất của một nhà triệu phú thì sẽ có rất nhiều người muốn hợp tác với các anh chị giống như khi em mới vào một môi trường câu lạc bộ đó em đâu có đâu có tiền trong tay đâu có tiền tỷ tiền trăm trong, trong trong tay đâu em đâu có em đâu có mối quan hệ đâu trên mạng xã hội lúc đó em đâu có một người bạn nào đâu em không có bất kỳ một mối quan hệ nào cả thì khi mà em mới gặp môi trường câu lạc bộ sao gặp được người thầy thành công của mình em đâu có, có để anh hỏi các anh chị để mà hợp tác với một cái tập đoàn tỷ đô la để mà họ cho mình được làm việc, được làm kinh doanh cùng với họ hoặc là được làm việc với họ đâu phải dễ các anh chị. Đâu mà hoặc là được hợp tác với một nhà triệu phú để họ chia sẻ cho mình cơ hội kinh doanh, chiến lược kinh doanh, cơ hội kinh doanh đâu phải dễ dàng. Anh chị công nhận không? Đâu phải dễ dàng đâu. Mà xuất phát điểm đâu có, em không có tư duy, em không có kiến thức, em không có trí tuệ, Nhưng mà khi mà vào môi trường của lạc bộ thì các anh chị hướng dẫn, hướng dẫn cho mình là gì? Hãy có tư duy của một nhà triệu phú. Mà lúc đó em theo mới rèn luyện cái cuốn sách này nè Và học học nghiêm túc Những cái buổi dung trong môi trường của lạc bộ Để bắt đầu trôi dầu cho mình Những cái thói quen Phẩm chất, suy nghĩ Như một nhà triệu phú Có nghĩa là tiền của mình thì chưa Mình chưa có khấu tài sản của một, một triệu đô gì đó mà Mình chưa có công việc kinh doanh Mà danh số triệu đô la Nhưng mà cái thứ mình có thể có được Đó chính là mình có thể rèn dũa cho mình Phẩm chất thói quen tư duy như một nhà triệu phú. Bắt đầu em dũa bản thân của mình. Trước một cái tình huống, một cái sự kiện em luôn đặt câu hỏi rằng là nếu như là một người thành công, nếu như là một nhà lãnh đạo, nếu như là một người triệu phú đô la thì họ sẽ hành xử như thế nào? Nếu như là một doanh nhân chạm tới hóa vàng thì họ sẽ hành xử ra làm sao? Họ chịu trách nhiệm hay là họ đổ lỗi? Họ than vãn hay là họ chịu trách nhiệm đây? anh chị có nghe rõ ạ? bao nhiêu anh chị mình nghe rõ mình ứ hử giùm em mới coi ngồi im như cục đất vậy thì là làm sao mà mình khi nào mà mình mới mới quát đạt cái con người mình ra được anh chị nhớ mà đấy thì ở đây nó có rất là nhiều thì sau khi mà em theo rèn luyện cho mình ha 17 cái phẩm chất thói quen của một nhà triệu phú thì lúc đó em theo là gì em theo mới được anh chị trong cái nhóm này luyện nhanh nhanh chậm thái vàng á các anh chị tài giỏi đó bắt đầu cho em cái cơ hội được hợp tác với họ và họ cho mình cái cơ hội được hợp tác họ chia sẻ cho em hết những cái tư duy chiến lược của một cái người doanh nhân rồi họ cho em cái cơ hội được đồng hành được hợp tác với những tập đoàn tỷ đô la những cái họ tập đoàn lớn những cái tập đoàn mà hàng đầu thế giới các anh okay, chị trên toàn thế giới thì cái cuộc chơi của em theo nó là lớn hơn và lúc đó em bắt đầu thể hiện bản thân em dùng những cái tư duy em được học em dùng những cái thói của em được học em dùng những cái tư duy chiến lược mà mình được rèn luyện trong cái nhóm này luyện doanh nhân em đã ráp vào để thực hiện cái công việc kinh doanh và hợp tác với những cái tập đoàn lớn như thế và em đã tạo được cho mình những cái dòng thu nhập nó mới lớn được và ngay trong 6 tháng 3 tháng rèn luyện đầu tiên áp dụng đầu tiên thì em đã tạo ra thu nhập một em đã biết được lợi nhuận một năm thành lợi nhuận một tháng của mình và cứ như thế và cứ như thế em cứ tập trung ngày dẫn ngày dẫn ngày hôm nay không những cái thu nhập theo gia tăng mà em đều đã có được doanh nghiệp triệu đô la và em đã tạo ra được cái năm bốn năm nguồn thu nhập thụ động cho mình đằng ba năm và tất cả mọi thứ đó chính là dạ anh chị đầu tiên Nó xuất phát là anh chị có tham gia cuộc chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng hay không nếu như các anh chị muốn tham gia cuộc chơi tiền bạc để giành chiến thắng thì các anh chị phải chịu muốn giành chiến thắng thì anh chị phải chịu học cái chiến lược của những người thành công không nè Còn nếu mà các anh chị giành chiến thắng Mà các anh chị nghĩ là các anh chị tự mò đường để đi Thì rất là không dễ Có hai cách để cho các anh chị chiến thắng được Một cái trò chơi Hoặc là có hai cách để cho các anh chị vượt ra khỏi Cái mớ bồng bông của các anh chị á. Cái mớ bồng bông có nghĩa là anh chị đang đi làm Anh chị đang kinh doanh Anh chị đang đi làm mà không tạo ra được tiền ấy Hoặc là không có làm chủ được đồng tiền á, Là các anh chị đang bị mắc kẹt rồi Anh chị đang bị mắc kẹt Trong chính cái trò chơi kiếm tiền của các anh chị rồi anh chị đang bị lạc đường, lạc lối, lạc hướng rồi. Lạc phương hướng rồi. Thì có hai cách để cho các anh chị thoát ra khỏi cái bị kẹt của các anh chị ngay bây giờ luôn. Có hai cách thôi. Thì cách thứ nhất đó chính là các anh chị phải có một cái bản đồ thành công. Anh chị phải có được anh chị đang tham gia cuộc chơi tiền bạc đúng không? Mà các anh chị đâu có có một cái bản đồ trong cái cuộc chơi kiếm tiền này anh chị có chưa? Em hỏi các anh chị là anh chị có nhìn rõ được cái cuộc chơi này nó như thế nào không? anh chị có thấy được cái bản đồ đúng không nè anh chị muốn vào một cái khu rừng anh chị muốn vào một cái me cung mà các anh chị không có bản đồ các anh chị dám đi không bây giờ mình vô một cái me cung á bây giờ nó nguyền nguyền, nguyền 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 không biết đường ra đó mà anh chị có dám đi không không có bản đồ không có biết cái gì trong đó hết mà dám chui vô không có đó <laughs> một số anh chị hết đi kinh doanh đi kiếm tiền em hỏi các anh chị từ hồi nhỏ giờ anh chị sinh ra anh chị lớn lên có ai cho các anh chị cái bản tầm nhìn rõ ràng trong cái cuộc chơi kiếm tiền không hoặc là có ai dẻ đường dễ lối bản đồ thành công cho các anh chị đi tham gia kinh doanh không cái cuộc chơi kinh doanh các anh chị nắm rõ chưa chưa cuộc chơi kiếm tiền các anh chị nắm rõ chưa những cái người thành công những cái người giàu có nhất họ đang nằm trong cái lĩnh vực gì họ đang giỏi cái gì họ đang có tư duy gì công cụ gì các anh chị có nắm hết không các anh chị có nắm rõ được cuộc chơi đó chưa chưa mà các anh chị dám bay vô là anh chị anh chị ngon rồi đấy anh thì anh mình đang đi tham gia kiếm tiền là anh chị và một số anh chị còn bỏ dấu bỏ tiền ra để đầu tư nữa mà chưa có nắm rõ cái cuộc chơi gì hết mà dám quăng cả tỷ bạc ra quăng cả trăm triệu ra vài trăm triệu ra quăng cả tỷ ra để mở cái shop hoặc là mở cửa hàng hoặc là nhượng, nhượng quyền gì tùm lum tà la cái cuộc chơi đó anh chị nắm chưa mà các anh chị dám quăng tiền hay vậy nó chẳng khác gì là các anh chị bước vào một cái mê cung một cái mê cung nó rất là rộng mà các anh chị dám nhảy vô mà các anh chị không có bản đồ gì hết không dám băng vô thì bị kẹt là đúng rồi có một số anh chị nghĩ rằng là gì thôi cứ đi 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 rồi nó cũng sẽ tới rồi tới chưa ừ rồi đi mấy năm rồi em hỏi nè có một số anh chị nghĩ là cứ tham gia cuộc chơi kiếm tiền đi cứ làm đi làm rồi nó sẽ tới cho hỏi là các anh chị đi mấy năm rồi đi mấy năm rồi 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 tới chưa tới cái đích muốn chưa bao nhiêu anh chị ở đây Mình nó quăng tiền ra mình quăng tiền ra mình làm mình tham gia cuộc chơi kiếm tiền mà không có bản đồ đó nói nghe coi rồi anh chị đi bao nhiêu năm rồi giờ tới đích chưa 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 tới đích có nghĩa là anh chị đang bị kẹt ừ. muốn bị kẹt bây giờ muốn thoát ra cái kẹt đó anh chị phải có cái bản đồ người thành công đó là cái thứ nhất cái thứ hai đó chính là anh chị phải có anh chị may mắn anh chị gặp được một cái người dẫn đường cái người mà họ có thể gì vậy? nắm rõ cái cuộc chơi kinh doanh họ tham gia cuộc chơi kinh doanh họ tham gia cuộc chơi kiếm tiền nó dễ như chở bằng tay họ đã làm cái điều đó rất là nhùng nhĩ, rất là điêu luyện và rất là xuất sắc rất là tài năng và rất là dễ dàng rồi thì các anh chị phải có một cái người dẫn đường đó họ dẫn các anh chị đi luôn, nắm tay nhau, dắt đi. Chỉ có hai cái cách đó là nó mới giúp cho các anh chị thoát ra cái kẹt của các anh chị thôi. Nếu như các anh chị đang bị kẹt ở trong cái cuộc chơi các anh chị cuộc chơi kiếm tiền các anh chị, thì các anh chị phải làm như thế thì các anh chị mới thoát ra được. Còn không là các anh chị nằm đó hoài, cứ đi đi rồi sẽ tới, đi hoài, anh chị đi hết cái dòng này cái đầu cũng dòng lại à? Rồi đi tới rồi cũng vòng lại, vòng qua, vòng lại, vòng hoài Rồi cuối cùng nó ra chưa nè Nên nếu như mà không có ra đó Thì ngay bây giờ cái lúc này mình phải tần sư học đạo Mình thứ nhất, một đó, là mình phải sao chép được cái bản đồ thành công của những người thành công Thứ hai là các anh chị phải chịu Nếu mà may mắn các anh chị sẽ gặp được quý nhân phù trợ, phù trợ Cái người mà có cuộc sống như các anh chị mơ ước Họ sẽ, gì? sẽ dẫn đường các anh chị đi và em theo rất là may mắn luôn. Đó chính là khi mà đến với môi trường câu lạc bộ thì em theo có cả hai. Thì trong cái câu lạc bộ có cái nhóm rèn luyện nhanh nhân chậm tay hóa vàng. Thì lúc đó em theo mới lầm le em biết được. Thì em mới hỏi trưởng nhóm của mình là bây giờ có cách nào cho em được sở hữu cái nhóm rèn luyện đó hay không. Thế là trưởng nhóm mới bắt đầu nói rằng là em muốn sở hữu cái đó thì em phải thế này, em phải thế kia. Em phải thế này, ok, ok. Em làm hết, em làm được, em làm được. Em làm được, cỡ nào em cũng làm được. Thế là em mới sở hữu cái nhóm rèn luyện nhân nhân chậm hóa vàng bao nhiêu cái công thức nằm trong đó hết và em nói các anh chị rằng là, là em ngấu nghiến em mừng hết lớn luôn các anh chị tại hồi xưa á, là để mà kiếm được một cái uh, kiến thức thành công á, là coi như là mò cả lục tung cái sài gòn không có rồi không có mà có thì cũng không có tiền học mà có thì cũng không có gì ạ à. cũng uh, học không hiểu được mà thì em mới cảm thấy xong mà nó quá may mắn vậy mọi thứ nó có sẵn thế là việc của em là em sao chép em ra quyết định là em phải sao chép hết tri thức công thức nó lại là em sẽ sao chép hết tất cả cái công sức ở trong đó người ta chia sẻ cho em cái phần nào á, là em sẽ ghi hết lại một cái nơi và em nói là đây là cái phần ví dụ như là rèn luyện về cái phần bán hàng là em sẽ ghi vô chỗ đó rồi em rèn luyện cái phần thân tâm trí hay gì đó là em ghi vô một nơi đó em ghi hết một nơi thì sau khi mà em học hết cái lộ trình rồi ấy, thì em bắt đầu mới sâu chuỗi lại à cái cái phần này á, là là nó giúp mình cái gì cái phần này giúp mình cái gì, cái phần này giúp mình cái gì, rồi cái kiến thức đây là là cái gì, Tại em sâu chuỗi hết lại. thì sau này nếu mà thiếu cái phần nào á, thì em sẽ xin vào rèn luyện lại đúng cái phần đó. tại vì cái nhóm rèn luyện đó mình sở hữu là mình sẽ sở hữu chọn đời mà. cái lúc đó em mưa sâu chuỗi hết lại. tại vì mình học một lúc mình đâu có hiểu hết được đâu. thế là em mới sâu chuỗi là tại sao cái kiến thức này lại 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 được chia sẻ ở đây, rồi cái này nó sẽ có công dụng gì với mình trong tương lai trong cái việc mà cuộc chơi tiền bạc thì cái công công dụng gì và em sẽ lưu ý hết lại từng phần từng phần như vậy và cho đến khi nào mà em cần cái nào em thấy em thiếu cái gì em sẽ tập trung rèn luyện cái phần đó tập trung rèn luyện cái phần đó tập trung rèn luyện cái phần đó và sau đó em sâu chuỗi hết lại và sau 6 tháng em đã sao chép hết bộ cơ bộ công thức của cái người thành công trong cái nhóm rèn luyện nhanh nhanh em lụm hết luôn ghê chưa ghê chưa người ta mất 10 năm để tích lũy kiến thức trong vòng 6 tháng thôi em sao chép hết luôn thì em hỏi các anh chị ai thành công nhanh hơn đấy sau khi sao chép xong rồi em sẽ bắt đầu xài sao chép tới đâu em sử dụng tới đó cái nào mà em dùng được á em xài luôn cái nào mà em sử dụng được là em sử dụng ngay lập tức luôn em rèn em em thấy cái nào mà em nhớ là em rèn luyện bản thân của mình luôn còn cái nào mà chưa thì em để đó chưa chưa xài kịp thì em để đó em để đó và em tích góp hết lại quan sát em vô em quan sát tất cả những người trong đó, họ cái cái lối ăn nói của họ nè, cái kỹ năng của họ nè, cái gì họ đang có là em phải đưa ra mục tiêu em phải có luôn. Các anh chị Nhung ạ, à, và nhờ như vậy mà trong vòng 6 tháng, em thư đã giờ có được phẩm chất tố chất tư duy kiến thức và nắm được cuộc chơi kinh doanh là như thế nào, cuộc chơi kiếm tiền thật sự nó là như thế nào, nó rõ như trở bàn tay, nó rõ, nó rõ ràng trong tâm trí. Và khi nó rõ ràng trong trong trí thì sao ạ? Thì lúc đó em mới tham gia cuộc chơi tiền bạc em mới nhắm được em thắng được. Anh chị nhung ạ, à, lúc đó mới bắt đầu anh chị làm kinh doanh, anh chị tham gia cuộc chơi kiếm tiền, anh chị tham gia lĩnh vực nào, tham gia như thế nào, chơi trong lĩnh vực nào. Mình phải ở cái thế nào, mình phải vũ mình phải làm ở cái lĩnh vực nào, mình phải thế mạnh của mình là nên mạnh ở cái khâu nào để mình có thể nắm được cái phần thắng trong tay. anh chị hình không thấy không thấy khôn ngoan không cái người khôn ngoan là cái người biết học từ người khác chứ không phải cái người khôn ngoan là giỏi sẵn trong đầu không có cái người khôn ngoan á là thấy người khác có cái gì giỏi chịu sao chết em nghĩ đó là người khôn ngoan cái người khôn ngoan lanh lợi á, là không phải là cái người giỏi sẵn đâu anh chị mà là cái người giỏi đi học và em đã thấy được điều đó nên là em không có Trước những cái người giỏi đó, Em không có múa rìu qua mặt thợ Mà em sẽ Tăng sư học đạo Em sẽ sao chép tất cả Đấy, nên anh chị nào đây á, Nếu như anh chị may mắn Sở hữu được cái nhóm rèn luyện Danh nhân chậm thái vàng Trong môi trường của lộc bộ Thì em khuyên các anh chị luôn á Là các anh chị hãy sao chép cái bản đồ thành công đó Được không Sao chép cái bản đồ thành công đó Rồi anh chị hãy tham gia cuộc chơi kiếm tiền còn nếu như các anh chị không có được cái bản đồ thành công đó mà các anh chị bỏ dấu đi làm ăn rồi anh chị bỏ tiền, bỏ công, bỏ sức ra để mà tham gia cuộc chơi kiếm tiền em nói các anh chị là chú quớt hết thôi chú quớt hết 18 tuổi đến năm 25 tuổi là em không có bản đồ thành công em bỏ bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức anh chị biết không ạ 18 tuổi đến năm 25 tuổi cái tuổi đó là cái tuổi thanh xuân cái tuổi đó là cái tuổi gọi là tuổi đẹp nhất của một con người Cái tuổi là tuổi trẻ tài cao Mà tuổi 20 bẻ gãy sừng trâu mà các anh chị Cái tuổi đó là cái tuổi đẹp nhất Cái tuổi năng lượng nhất Cái tuổi nhiệt huyết nhất của mình Mà em đã phí phạm Bởi vì đơn giản em không có biết Là mình phải sao chép cái bản đồ người thành công Em không biết điều đấy Và em cũng tham gia cuộc chơi kiếm tiền Em cũng đi làm cờ đầu ra chứ đâu Đi làm 7, 7, 4, 9 công việc khác nhau Học hết cái này Học hết cái kia sáng thức dậy sớm 4 giờ là phải thức dậy rồi 12 giờ đêm mới được ngủ mới chịu đi ngủ chỉ để làm gì chỉ để mò đường thôi mò đâu có ra quằn quại quằn quại từ 18 tuổi cho đến năm 25 tuổi không có mò ra được cái gì hết các anh chị nó phí phạm cuộc đời lắm mà gặp cái người thành công cái mình sao chép cái bản đồ luôn trở lại thấy cuộc đời nó nó bắt công không cái đứa nó không làm gì hết. Nó không có chịu chăm chỉ gì hết. Nó 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 tìm cái người có cái công thức thành công nó sao chép nó làm theo nó tèn tèn nó làm theo nó tèn tèn nó làm theo vậy cái tự nhiên cái một năm hai năm ba năm cái thấy nó dư thứ nhất là nó dư tiền cái nó làm nó có công việc kinh doanh nó dư tiền nó tạo ra tiền cái nó dư cái chiếc xe nó dư được xe Xong dư được nhà dư nhà dư đất nó dư được sức khỏe rồi nó đi chơi nó tèn tèn nó đi làm rồi đi chơi đến tennis rồi nó tận hưởng cuộc sống còn mình <laughs> mình vẫn cứ ở đây mà mình vẫn cứ quằn quại mình vẫn cứ mò đường và mình vẫn cứ chăm chỉ và mình vẫn cứ nỗ lực và mình vẫn cứ cố gắng. Trong khi con nhỏ đó nó có cố gắng gì đâu. Thấy, nó cứ tèn tèn vậy đó rồi nó cứ sao chép của người thành công rồi nó làm theo. Nó nó cứ như là một đứa à, à, bình thường vậy đó, cứ sao chép nó học xong rồi làm theo, nó cứ đi theo đúng cái chiến lược cái nó có kết quả. Còn mình vẫn cứ mò mẫm quằn quại 18 tuổi đến năm 25 tuổi. Và lúc đó em mới đặt câu hỏi rằng là tại sao những cái đứa bạn của mình có một số đứa nó cứ nhẹ nhàng vậy mà nó nó dư tiền nó dư nhà nó dư xe trong khi mình cứ quằn quại mình cứ cực khổ từ sáng tới đêm khuya rồi ăn không dám ăn chi không dám chi tiêu không dám tiêu rồi mình mình đi trách cuộc đời mình nói cuộc đời bất công các anh chị Thì cho đến khi gặp môi trường của lòng mới mới hiểu cái con nhỏ bạn của mình nó, nó không có gì hơn mình nó được cái là nó nó đi theo cái nó có cái ông nó có cái ông anh tài giỏi dẫn nó đi cái mỗi tháng nó đem tiền gì cả trăm triệu cho mẹ nó cái mẹ nó khoe với mẹ em cái mẹ em mới nói con thấy không con cái con đó nó bằng tuổi con mà nó đem cả trăm triệu về nhà kìa cái em nói thôi mẹ ơi chắc con nhỏ đó nó làm gì phi pháp phải chứ con vô sài gòn con kiếm tiền từ đầu ra con làm từ đầu ra con có con có dư được cái đồng nào đâu mà bây giờ nó mang cả trăm triệu không có dễ đâu mẹ ơi nó không có dễ đâu nó làm cái nó, nó làm cái gì nó ghê gớm á <laughs> nhưng mà anh chị có biết không nó có ông anh nó có ông anh đi kinh doanh đi trước ông anh nó chỉ lại cho nó công thức nó làm thêm nó, nó, nó dư tiền nó có tiền nó đem về cho mẹ nó còn em không có ai chỉ đường hết em hoàng ngoại, Hoàng ngoại từ 18 tuổi đến năm 25 tuổi không dư một đồng nào anh anh chị bao nhiêu anh chị đã giống em mà đi làm từ 18 tuổi sáng thức dậy 4 giờ sáng 12 giờ đêm mới được đi ngủ liên tục trong vòng chừng đó năm. Mà đấy một cái áo, một cái bộ đồ cũng không có để mặc. Một chiếc xe cũng không có để đi. Một cái một cái quỹ tiết kiệm cũng không có. Rồi không có một cái không có sức khỏe luôn, sức khỏe thì hao mòn và phá, phá sức khỏe trong chừng đó năm. Mẹ mẹ sinh ra cho em một cơ thể khỏe mạnh. ừm ỉn xinh đẹp em đem vô sài gòn em phá từ 18 tuổi đến năm tuổi còn cái xương như cái da rồi sau đó là tâm trí tâm trí héo mòn cảm xúc héo mòn không có yêu đương gì được đâu có cái tâm trạng đâu mà yêu đương đâu tâm trạng đâu mà xây dựng gia đình hạnh phúc tâm trạng đâu mà có con có cái các anh chị tại vì sao tâm trạng đâu mà yêu đương hay gia đình hạnh phúc nữa thì tìm có áp lực chừng áp lực từ 18 tuổi đến năm 25 tuổi anh chị nghĩ thử cái cơ thể nào mà chịu nổi không có đêm nào là ngủ y không có sáng nào là tỉnh không có sáng nào là bình an được đều sống trong cái cái áp lực đó nên em rất là mong muốn rằng là các anh chị ở đây mình phải tham gia cuộc chơi tiền bạc để chiến thắng muốn chiến thắng thì anh chị phải có bản đồ để đi bao giờ mà anh chị nắm rõ được cái cuộc chơi tiền bạc là mình làm cái đó ra tiền, mình làm cái đó ra tiền, mình làm như thế là dòng, dòng tiền mình nó tăng. Còn mình làm cái kia là dòng tiền mình nó đi xuống. Mình muốn gia tăng dòng tiền là mình phải chơi cuộc chơi này, mình phải phát triển cái này, mình phải gia tăng cái này. Khi nào anh chị nắm rõ như thế thì anh chị tham gia cuộc chơi kiếm tiền, còn không ở nhà ngủ cho khỏe. Rồi ăn bám cha mẹ cho nó lành. Chứ bây giờ mà quăng tiền ra là tôi nói là mất hết đó. Có một số anh chị cứ nhắn tin hỏi theo ơi, bây giờ chị có nên uh, bỏ tiền ra chị đang tính bỏ tiền ra để mà thuê cái mặt bằng đó bao nhiêu tiền đó để mà chị bán cái hàng đó cái em mới hỏi vậy em mới hỏi lại nè cái tiền đó ở đâu ra chị có à chị tính là chị sẽ đi vay chị vay ngân hàng cái số tiền mới nhiêu xong rồi chị mới, mới mở ra cái mặt bằng đó chị thuê cái mặt bằng đó rồi chị dàn danh ra chị bán thì chị có được không thế em mới hỏi lại là bây giờ là trước giờ chị tạo ra bao nhiêu tiền một tháng rồi chưa trước giờ chị tạo ra có 3 triệu một tháng nè à. thì em hỏi lại cái mặt bằng là chị thêm bao nhiêu mặt bằng gì thêm 10 triệu một tháng em nói thôi dẹp đi có làm được đâu bây giờ tốt nhất á em nói, bản đồ thành công trong công trong công việc nhanh nắm chưa cái bản đồ thành công chị nắm chưa tư duy triệu phú chị có chưa thói quen phẩm chất của một người thành công chị có chưa chị có tinh thần chịu trách nhiệm chưa chị có biết những cái tư duy của những nhà triệu phú chưa chị có thói quen sống như một nhà triệu phú chưa chị có tư duy của một người doanh nhân chưa chị có tư duy kiến thức của một người đi kinh doanh chưa chị có hiểu gì về luật hấp dẫn sức mạnh niềm thức và quy luật của vũ trụ không chị có biết vận hành tâm thức để mà làm kinh doanh được chưa chưa mấy cái đó không biết gì hết rồi chị có biết cái nhiệt kế tài chính của chị đang ở mức nào không Chị có biết gì kế tài chính của chị đang ở mức nào không? Thôi dẹp, không thôi dẹp. Ở nhà chơi đi. Ăn bám chồng đi. Nó khỏe hơn. Còn cái tiền đó đó, tăng sư học đạo. làm ăn bây giờ mình mình lỡ mà ăn bám 10 năm rồi mình bám thêm năm nữa cũng cũng gì hết rồi mình dành cái thời gian đó mình nắm cái bản đồ thành công đi khi nào cái cuộc chơi kiếm tiền đó, mà nó nằm trong lòng bàn tay các anh chị còn không thì bây giờ mình đi ra mình đi làm thuê cho người ta cho nó chắc ăn người ta thuê mình bao nhiêu tiếng một bao nhiêu giờ trong một ngày mình làm đúng mấy tiếng đó mình kiếm tiền cho nó chắc ăn các anh chị còn bây giờ mà còn đừng đừng có tham gia cái cuộc chơi nào mà phải bỏ vốn bỏ tiền bỏ của ra tại vì cái cuộc chơi đó mình chưa có nắm mình không có nắm cái rõ cuộc chơi kiếm tiền trong tay Chơi là phải thắng anh chị đó, mà tham gia cuộc chơi kiếm tiền là để giành chiến thắng. Chiến thắng ở đây có nghĩa là anh chị phải tự do tài chính hoàn toàn. Chứ không phải là là mình bán sức khỏe, mình bán thời gian mình đổi lấy tiền. Chiến thắng ở đây là anh chị phải tạo ra được cái dòng tiền thu nhập thụ động. Chiến thắng ở đây có nghĩa là anh chị phải có dòng tiền đổ vào tài khoản của mình liên tục liên tục mỗi tháng, mỗi năm. Cái đó mới gọi là chiến thắng trở cho về tài chính. Và anh chị phải làm chủ đồng tiền hoàn toàn khi nào mình mình như thế nào thì tiền của mình nó tăng như thế nào thì tiền nó giảm ví dụ như là trong tháng em đặt ra một cái mục tiêu mà em thấy thói quen phẩm chất em thấy con người của em mà nó nó lao sao là em biết rằng là à tháng này không đạt mục tiêu là em điều chỉnh liền thì cái đó gọi là làm chủ đồng tiền làm chủ cuộc chơi tiền bạc anh chị rõ vấn đề không ạ à? nên là em em khuyên các anh chị luôn trong cái tết này nè ai mà có dự định đó, kinh doanh rồi buôn bán cái gì bỏ tiền bỏ đồ ra ha ta nói tập trung đi anh chị tập trung anh chị anh chị tham gia anh chị có cái bản đồ người thành công đi và anh chị rất là dễ các anh chị đây rất là sướng anh chị gặp môi trường câu lạc bộ rồi thì anh chị rất là may mắn là anh chị không cần phải mò đường các anh chị ha không cần phải mò đường mà các anh chị đã có sẵn cái con đường rồi việc của các anh chị là làm theo sao chép và làm theo thôi anh chị rõ vấn đề không ạ còn không á là quằn quại thêm một năm nữa qua tết đấy qua tết ha qua tết xong rồi qua viên rồi qua viên thôi đợi 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 qua hè đi để cái là qua mùa thu cái xong là tới mùa đông cái xong có ra tết năm sau nữa ừ à, các anh chị ha đấy nên là ngay bây giờ ngày lúc này các anh chị cần phải có một cái tư duy cho em tôi tham gia cuộc chơi tiền bạc để giành chiến thắng chiến thắng ở đây có nghĩa là anh chị làm chủ đồng tiền hoàn toàn anh chị dư giả tiền bạc để làm những điều mình muốn thật ra là khi mà cái thu nhập của các anh chị mà nó vượt lên cái ngưỡng là 10 con số thì những cái chi tiêu hàng ngày của các anh chị nó quá nhẹ nhàng đúng không anh chị không thể anh chị không có bị áp lực về tiền bạc nếu như các anh chị đạt được cái, cái cái mức như thế là sao mà cuộc sống các anh chị thì sao mà ví dụ như anh chị ra anh chị ra anh chị đi ăn đi anh chị không có suy nghĩ mình không có tiền mình suy nghĩ là bây giờ mình đi chợ cái gì cho nó rẻ còn nếu mà các anh chị có cái dòng tiền anh chị tự do về tài chính thì anh chị sao chỉ cần cái món nó ngon chỉ cần cái món đó nó ngon nó đủ đạm nó đủ chất xơ nó đủ dinh dưỡng nó đủ dưỡng chắc thì các anh chị là anh chị chọn anh chị ăn anh chị không có phải suy nghĩ rằng là à mình ăn cái đó nó sẽ rẻ hơn cái kia nó đắt quá không có và cái nào mà nó bổ dưỡng là các anh chị sẽ chọn mình ăn nó vừa đủ dưỡng chất mà giá tiền đó anh chị hiểu vấn đề không ạ rồi bây giờ mua bộ đồ mua đồ đồ để mặc thì các anh chị không có suy nghĩ rằng là cái đồ đó sao mà nó nó đắt quá mình phải lựa cái đồ rẻ hơn mà cái việc của các anh chị suy nghĩ rằng là cái bộ đồ nào nó phù hợp với mình trong cái sự kiện đó hoặc là nó phù hợp với mình nó đẹp với mình là anh chị chọn nó ví dụ nó rất là tuyệt vời cái cuộc sống nó tuyệt vời lắm các anh chị nên là cái việc các anh chị là phải tham gia cuộc chơi tiền bạc để giành chiến thắng mình phải thắng trong trò chơi tiền bạc anh chị thắng trong trò chơi tiền bạc cuộc sống anh chị nó tuyệt vời lắm nó sung sướng và nó sung túc nó rất là nó rất là thoải mái nó rất là em đẹp nó rất là nó trượt đi trong cuộc đời nó rất là tươi đẹp nó đẹp vô cùng nó vui vẻ hạnh phúc cuộc đời Anh chị có muốn mua đồ không nhìn giá không ạ? À? Bây giờ em ví dụ như em đi chơi với những cái người ví dụ người thân người nhà của em, có một số anh chị họ chưa có chưa có dành cuộc chơi về, họ chưa có chiến thắng cuộc chơi về tài chính. Đi chơi với các anh chị vui lắm là phải lựa cái quán ăn nào mà nó rẻ. Là tôi nói lựa, tôi nói ngồi lựa không tôi lựa tôi ngồi lựa mà lựa một hết giờ luôn, lựa tới đó bụng luôn. Cái em nói là là là, là... Có như lựa tới đó bụng luôn vậy đó. Ở đây rằng là em sẽ nắm ví dụ như là em sẽ nắm rất là nhiều nhà hàng ở Sài Gòn những cái nhà hàng nào mà nó có giá hợp lý và những cái nhà hàng nó có cái giá trên trời đấy thì tùy theo cái mối quan hệ ví dụ như hôm trước là có hai cái người hai hai anh chị mới tham gia rèn luyện thì anh chị chưa có chưa có chưa có chưa có tự do về tài chính thì các anh chị mới nói là mời theo đi ăn cái hôm đó tới lăn mắt tấm mốt chơi hai anh chị đang chơi cái đó cái xong nói là mời theo đi đi ăn cái em cũng tới Tới xong cái vô cái nhà hàng người ta nói nhìn vô cái bảng giá 4 5 triệu. Một món là 1 triệu hai, Cái món kia là một triệu mốt, rồi cái món kia em nhìn cái bảng giá em nói thôi đi. Chứ ngồi đây ăn làm nói hồi nữa tính tiền là hai chị đó mời, hai anh chị đó mời mà. Đúng không? Mình trả thì không nói gì mà hai anh chị đó lại hai cái người họ nó họ mời mình. Nên lát nữa chắc chắn họ sẽ là người trả tiền. Cái em nhìn cái bảng giá thôi kia này thôi đi. Em dẫn đi chỗ khác cái em đi qua cái nhà hàng nó ok hơn đồ ăn nó cũng ngon nó cũng tuyệt vời nhưng mà cái giá nó sẽ gì vừa tặng một trăm ngàn một trăm hai một món là một trăm hai một món là trăm rưỡi một món là tám chục một món bảy chín ngàn cũng có món trăm rưỡi món hai trăm cũng có thì vô em sẽ lấy cái thực đơn nó vừa tặng anh chị vô mà nhưng mà khi anh chị tự do tài chính anh chị được quyền lựa chọn đã lựa chọn là mình nên ăn cái món như thế nào món hai triệu hay là món năm triệu hay là món trăm mấy hay là món hai trăm hay là món bốn chục hay là món hai chục món hai chục thì giỏi kìa, chị sẽ gọi thấy không có món còn món hai chục với anh em ơi anh chị hiểu vấn đề không thì tùy theo thế thì khi mà đi đi nếu mà đi dưới những anh chị mà họ có cái cuộc sống tự do tài chính thì không có phải suy nghĩ lựa chọn cái quán giá tiền mà lựa chọn cái cái quán nào mà nó có cái món ăn ngon cái món ăn mà nó phù hợp với cái bữa tiệc không đó các anh chị dung ạ à? còn nếu như mà mình bình thường thì mình lại lựa chọn đến cái quán như thế và đói bụng thì sao ạ? À? nếu mà anh chị có đi anh chị có anh chị tự do tài chính á anh chị đói bụng thì sao ạ à? anh chị đi dọc đường cái có cái quán nào mà ăn ngon ok là anh chị sẽ tấp vô anh chị không phải sợ anh chị không phải lo sợ còn nếu mà không có tiền trong tay á thì đi ngang mà lỡ có đói bụng thì phải suy nghĩ bây giờ mình vô cái quán này nó lấy mình bao nhiêu tiền mình vô cái quán này nó lấy mình bao nhiêu tiền mình vô quán này nó lấy bao nhiêu tiền mình phải nhìn lại đúng không ạ? anh chị hiểu vấn đề em nói không? nhưng mà hồi xưa á, là em nói anh chị rằng là đi ngoài đường đâu có dám tấp vô cái quán nào để ăn đâu tại vì mình sợ rằng mình vô đó nó nhiều cái giá tiền mình không có vớ được cái tiền của mình nó không có vớ được còn bây giờ em nói chị là em đi ngoài đường mà lỡ như em có đói bụng thí dụ như tới 4 giờ là giờ tế bào thì chắc chắn là trước 4 giờ là mình phải tìm quán để mình ăn chứ nếu mà vượt qua giờ 4 giờ là cơ thể mình nó sẽ đói và nó sẽ bị nó sẽ bị lủi có nghĩa là nó sẽ bị mất năng lượng và buổi tối mình sẽ không có không có duy trì được cái năng lượng buổi tối thì giả sử như mình đang đi ngoài đường như vậy thì sao ạ? thì mình phải tấp vào để mình cung cấp năng lượng cho cơ thể thế thì bây giờ lỡ mà trong túi không có tiền trong người mình không có tiền mà nó không có nhiều tiền thì sao mình sẽ suy, suy xét bây giờ mình đang ăn cái gì ăn cái gì ăn cái gì và ăn những cái quán ở, lề đường thì sao ạ nó sẽ toàn là những cái những cái món ăn là nó có cái hàm lượng cao lao cao thì nó không có đủ dinh dưỡng thì mình ăn những trong cái nhà hàng những cái nhà hàng thì hay có những cái món ăn heo thì nó đủ đạm đủ protein đủ chất xơ nhưng mà có điều calo nó ít Đấy thì cái đó là cái cuộc sống anh chị nó tự do tài chính anh chị được quyền chọn lựa. thì ngay bây giờ các anh chị phải tham gia cuộc chơi giành chiến thắng nữa mà. Ai đang không tham gia cuộc chơi? Cho hỏi nè, anh chị nào sẽ có nhịp sẽ có năm cái nhóm anh chị. Nhóm thứ nhất là họ tham gia cuộc chơi tiền bạc, họ không tham gia cuộc chơi tiền bạc luôn. Có nghĩa là họ không có thèm tìm cái cách nào đó để mà mà kiếm tiền. Không thèm đi làm, mà lười biếng luôn các anh chị không muốn đi làm luôn đó là cái nhóm thứ nhất không tham gia cuộc chơi kiếm tiền ăn ké ăn ké cha ăn ké mẹ ăn ké gì mà ba mươi mấy tuổi đời rồi mà vẫn còn ăn ké cha mẹ anh chị có thấy những cái người đó không ạ à? có không anh chị có thấy những cái người đó không ạ à? và anh chị nhìn những cái người đó đi hầu như họ sẽ không khỏe mạnh tại vì khỏe để làm gì khỏe đi họ không có khỏe thứ hai nữa là họ không có hạnh phúc thứ ba nó họ cũng không có xinh đẹp cũng không có nhìn người nó không có sức không có sức sống chẳng đầy đâu các anh chị tại vì khỏe để làm gì đẹp để làm cái gì họ sẽ cũng không giỏi luôn họ không giỏi bất cứ cái gì luôn tại vì giỏi để làm gì đâu có đi làm đâu đâu có tham gia cuộc chơi kiếm tiền đâu mà giỏi để làm cái gì khỏe để làm cái gì xinh đẹp để làm gì nên là anh chị nhìn họ sẽ rất là không có tuyệt vời ok mà ạ cái nhóm số 2 là cái nhóm gì ạ kiếm tiền một cách hời hợt có nghĩa là cũng tham gia cuộc chơi kiếm tiền nhưng mà làm ăn rất là hời hợt làm cho có cứ uh, có ai mướn cái gì đó thì mình làm Có ai mướn thôi mướn thì tôi đi làm có mướn thôi làm thì ok tôi làm sao tôi làm sao trả lương thì tới giờ thì trả lương cho tôi tôi cũng chẳng cần biết là tôi làm tốt hay không tốt ok các anh chị đó là chơi hời hợt chơi gì vậy? chơi không có tập trung tham gia kiếm tiền một cách hời hợt còn cái nhóm tiếp theo đó chính là tham gia cuộc chơi kiếm tiền để không bị thua có nghĩa là họ cũng sẽ rất là nghiêm túc đi kiếm tiền nhưng mà họ sẽ sợ họ sợ họ, họ sợ thất bại họ sợ họ sẽ bị cái này họ bị cái kia đấy nên là họ sẽ không có dám không có dám xông pha không có dám gì ạ không có dám chịu làm những cái thứ vượt qua vùng thoải mái mà họ chỉ lo làm những cái việc mà nó nằm trong cái vùng an toàn của họ thôi đó thì cái nhóm đó nhóm là tham gia cuộc chơi tiền bạc để không bị thua còn một cái nhóm người mà em thấy là đặc biệt nhất là cái nhóm tham gia cuộc chơi tiền bạc để giành chiến thắng là họ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để họ có thể thắng được cái trò chơi kiếm tiền để họ tự do tài chính mục tiêu của họ là tự do tài chính thịnh dưỡng về tài chính chứ không phải là kiếm đủ tiền để xài không phải là kiếm đủ tiền để sống không phải là 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 có đủ tiền để làm cái gì đó mà họ phải tự do tài chính hoàn toàn họ phải họ hướng tới một cuộc sống thịnh dưỡng dư giả không những cả họ mà cả dòng tộc cái gia tộc của họ, đó là những cái người trong đầu của họ là gì? họ muốn họ có một cái mục tiêu, thì khi mà họ có một mục tiêu tự do tài chính hoàn toàn thì sao ạ? À? họ sẽ sẵn sàng đi học, họ sẽ sẵn sàng tầng sư học đạo, họ sẽ sẵn sàng thay đổi bản thân, họ sẽ sẵn sàng làm những cái việc vượt qua vùng thoải mái, họ sẽ sẵn sàng làm theo những cái người thành công hơn họ, họ sẽ hạ cái tô mình xuống và họ sẽ chịu đi học chịu tầng sư học đạo chịu nương theo người khác và chịu giờ, chịu thức sớm chịu rèn dũa chịu chỉnh sửa bản thân anh nên là, là một số anh chị tới đây cứ nói rằng là thưa ơi có cái cách nào không giúp cho chị vượt qua cái cái mớ bồn bồn chị dạo này làm ăn kinh doanh không có được tuyệt vời không có giành chiến thắng cái câu đầu tiên em hỏi các anh chị là anh chị có chịu học chịu rèn luyện chịu thay đổi để hướng tới một cuộc sống tự do hay không Chịu thì ok em có cách hết. Môi trường câu lạc bộ có chiến lược cho các anh chị, có cuộc chơi cho các anh chị, có kiến thức, có bản đồ, có tầm nhìn cho các anh chị. Có công thức thành công cho các anh chị, nhưng các anh chị có chịu chơi không? Các anh chị có chịu thay đổi không? Có chịu học không? Có chịu học không? Bước một là phải chịu học. Không chịu học bó tay không giúp được, không giúp được. Phải chịu rèn luyện, có chịu rèn luyện không? Rèn 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 có chịu rèn luyện, thay đổi không? Có chịu thay đổi không? Chịu không? Chịu không? Chịu không? chịu thì mới giúp được các anh em ạ à. uh -huh. chỉ cần chịu thôi là đến với em nhóm rèn luyện có sẵn cho các anh chị bước chân vô rèn cùng với em thôi ok không ạ? là em nói anh chị là chiến lược ở đây là giúp cho anh chị tự do tài chính hoàn toàn anh chị nằm mà đương theo được đi theo được là anh chị sẽ tới được cái tích tự do tài chính ha nay anh chị nào đây mà có mục tiêu là chạm tới nè nếu mục đích của bạn là sống thoải mái thì nhiều khả năng bạn sẽ chẳng bao giờ giàu có được nhưng nếu như mục đích của bạn là giàu có thì nhiều khả năng bạn sẽ có cuộc sống vô cùng thoải mái nhé em rất là mong rằng là tất cả các anh chị sẽ tốt nghiệp được cái bài học này để các anh chị có thể chịu tham gia cuộc chơi tiền bạc để giành chiến thắng để anh chị chịu chịu học chịu rèn và chịu làm những cái việc vượt qua khỏi cái vùng thoải mái của mình để mà giành chiến thắng trong cuộc chơi đừng có tham gia cuộc chơi tiền bạc để không bị thua nữa ok mà rồi uh, ngay bây giờ không biết là chị Bích còn đang mà sẽ hỗ trợ cho các anh chị cái thói quen là mình sẽ tập trung vào uh, mình sẽ tập trung vào mình sẽ luyện cái thói quen gì vậy à? uh, tập trung vào hơi thở và thói quen uh, ghi gì ghi, ghi lòng biết ơn nha chị Bích ha ok rồi rồi xin uh, mời quay trở lại với uh, doanh nhân Bích Phạm ạ à rồi anh chị ơi à, mình để gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc từ tận trái tim của mình à, để cảm ơn doanh nhân dân bích theo ha à, đã dành thời gian rồi anh chị chờ bích một tiếng nha anh chị có nghe tiếng bích rõ và nhìn thấy bích rõ mà Rồi anh chị hãy gửi lời à, biết ơn đến uh, doanh nhân Theo đã dành thời gian để phân tích những cái tư duy những cái bài học. Và anh chị hãy ứng dụng nha. Bây giờ Bách sẽ đồng hành với tất cả các anh chị của mình. À, đầu tiên là mình sẽ viết uh, um, những 10 điều biết ơn anh chị. 10 điều biết ơn à, và anh chị sẽ viết theo cú pháp à, như sau ha. Anh chị nếu mà có cái cuốn sách uh, phép màu á là anh chị đang thực hành, anh chị sẽ thực hành cái phần này nó sẽ uh, theo từng ngày cho anh chị. Ừ, đầu tiên là anh chị là biết là cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, à, à, cảm ơn. Bởi vì hôm nay anh chị có cái 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 điều gì, có cái 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 điều gì anh chị cảm ơn là anh chị cảm ơn đơn giản thôi. ví dụ như là cảm ơn về cái sức khỏe của anh chị nè, về những cái mối quan hệ anh chị nè và liên quan tới Ừ. và chị bích chỉ cần uh, ví dụ mẫu ha một một câu hai câu ba câu xong rồi uh, chị bích sẽ cùng với các anh chị viết luôn ha rồi, ừ. rồi. cảm ơn anh em yes à, rồi ví dụ như anh chị là uh, <laughs> à, mình uh, uh, cái cái thói quen này sẽ là mình sẽ cảm thấy mình thật hạnh phúc anh chị ha à, mình uh, cảm ơn bởi vì hôm nay là mình đã có những cái tâm gì ha ví dụ như là cảm ơn cảm ơn nó sẽ lấy cái sổ ra nha chị anh chị lấy cái sổ làm biết là ơn ha bác sẽ viết cùng với tất cả các anh chị của mình luôn Tôi sẽ đọc mẫu cho anh chị đầu tiên thì bác sẽ thường hay viết là mục tiêu của mình trước là cảm ơn cảm ơn cảm ơn vì hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2023 À, tôi là tên gì và tôi đã đạt cái mục tiêu gì rồi tiếp theo hết mục tiêu xong rồi mình sẽ viết là cảm ơn, cảm ơn cảm ơn cảm ơn vì hôm nay tôi đã dậy sớm học gym phát triển và học rất nhiều bài học giá trị như thế nào cảm ơn cảm ơn cảm ơn bởi vì, vì hôm nay tôi khỏe mạnh năng lượng tỉnh táo tập trung suốt cả một ngày từ bốn giờ rưỡi sáng đến 11 một giờ tối đó rồi anh chị cùng viết với bác ha xe một ít nhạc cho anh chị ha, là xe rồi có nhạc rồi anh chị biết với bếp nha. mình đọc lại nhé mình đọc lại những cái lời mình đã cảm ơn và mình đưa cái cảm xúc của mình vào rồi anh chị ơi mình phải đưa được cái cảm xúc cái hình ảnh và cảm xúc của mình vào ha? tất cả những cái điều mình biết ơn rồi còn 5 phút sẽ mở nhà của anh chị sẽ tập trung vào hơi thở nha tập trung vào hơi thở là mình hết bằng mũi thở ra bằng miệng, bụng mình lên và mình chỉ nhìn thấy cái dòng hơi thở dòng khí vào mũi và thở ra bồng uh, hít vào bụng mình lên mình thở ra và mình sẽ không để những cái suy nghĩ nó nó chạy ngang khi mà nó chạy ngang thì mình chỉ nói là cảm ơn vì đã chia sẻ tôi tập trung vào hơi thở của tôi và bắt đầu mình sẽ quan sát hơi thở trong vòng 5 phút để mình rèn cái tính tập trung cái thói quen tập trung Rồi ạ? rồi anh chị ơi mình đã hết giờ rồi cảm ơn tất cả các anh chị của mình buổi sáng ngày hôm nay đã dành thời gian học tập rèn luyện cùng với uh, câu lạc bộ và anh chị ơi uh, hôm nay mình cũng có zoom uh, lúc uh, 9 giờ sáng cùng với doanh nhân, nhân bích thêu và buổi trưa câu lạc bộ cũng có zoom anh chị nhé và buổi tối nữa cho nên anh chị hãy uh, nhận lịch học zoom để mà mình cùng uh, tham gia rèn luyện cùng câu lạc bộ ha và uh, chúc tất cả các anh chị một ngày mới thành công nối tiếp thành công uh, thành công khỏe mạnh hạnh phúc trọn vẹn suốt cuộc đời anh chị mở mít và chúng ta chào nhau nhé tốt sức khỏe, rồi tôi thành công, khỏe mạnh, hạnh phúc rồi tôi là doanh nhân cầm tay hóa vàng, tôi là nhà lãnh đạo người tốt nhất, tôi là người thành công, tôi là người thành công